Xin chào Ava, hôm nay mình sẽ trang điểm giống Minari trong She Was Pretty nhé. Quên mất, đặc trưng của Harry chính là mái tóc pixie. Mình đã nghĩ ra một cách để dành cho những bạn mà tiếc mái tóc dài không muốn cắt đi mà cũng không muốn bỏ một số tiền ra để mua cái mái tóc giả về chỉ để chụp ảnh một hai lần mà không thể lộ ra ngoài đường được. Đơn giản chỉ cần tận dụng đuôi tóc của mình là được. Đầu tiên là các bạn tết 1 đến 2 nấc tóc nhé, rồi buộc cố định vào, rồi kéo nhẹ phần đuôi tóc lên đến đỉnh đầu. Sau đó dùng kẹp tăm cố định tất cả hai bên vào nhé. Cái này thì hơi tốn kẹp tăm đấy nhé. Sau khi hai bên tóc đã gọn gàng rồi, các bạn hãy dùng lược để chải phần mái phía trước, rồi dùng máy làm xoăn uốn nhẹ đuôi để tạo mái giả nhé. Vậy là xong rồi, nhưng mà cái này thì mình chỉ nên ở nhà và chụp ảnh tự sướng thôi nhé, chứ ra ngoài đường thì hơi lộ. Thực ra thì mình có làm cả hijin nữa, nhưng mà bởi vì máy quay bị lỗi nên là đành thôi vậy. Thích. Vậy là mình đã làm xong rồi. Nếu các bạn thích thì hãy subscribe và tag những bức ảnh mà các bạn làm thành công vào Insta và Facebook của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhé.